Rồi, thơm ngon kính mời mọi người nha. Kính mời cô chú anh chị nha. Hôm nay nhà em nấu cháo cá lóc với rau đắng đồng. Cháo lóc cũng có lóc đồng nha. Lóc đồng đó, ngon lắm nha mọi người. Ngon mà lên mà lên mà lên mọi người ơi. Để cho dạ cô tô luôn. Dạ. Rau đắng là đi nấu cháo cá lóc ăn nha mọi người. Cá lóc thì bắt ở dưới xong lên. Còn rau đắng thì ở nhà trồng. Cắt ký luôn hả? Cắt đi. Cắt hết luôn đi. Ngon không em? Ngon, cá đắng nhà trồng cũng ngon rồi đó. Chiều chiều hôm nay rút vô đi tắm. Ở đây nữa nè. À, quá tài luôn á. Đây. Hôm nay cũng quá tài rồi em. Đây nữa. Không ngủ luôn. Bị nương đã cắt được một rổ rau đắng nha mọi người. Rau đắng nhà trồng. Cái này cái gì ta? Su hào hay gì? Ủa, cái con su nè. Cà nâu là quá tay luôn nè. Lưng trồng quá thà trái luôn ha. Cà su rồi nha mọi người. Nhà cũng chuẩn bị thu hoạch được cà su. Đây là cái ớt nhà em nha mọi người. Đó. Ổi nữa nè. Cái tắc nữa nè, trái hành đó. Ổi này trái quá trời bự luôn nè chị Hương ơi. Cái này rửa thôi, không có làm gì hết trơn, nó rửa sạch rồi, chờ muối rồi xong. Tôi rủ này cũng trái nó ra bự luôn nè. Trời ơi, cái này nó bự quá, cắt ký vô em mặn không được. Anh gửi mặn giùm em đi. Cái thương nhiều. Nè. Ờ, con cá bự dữ lắm nha mọi người. Trời đất ơi bự dữ lắm. Đó. Rồi, cá. Đâu cầm cá lên chụp mình nè Lưng. Chụp cái hình cầm cá nè, đúng rồi đó. Ok. Anh không để vậy nè cho nó đẹp. Đúng rồi. Đó, cái gì nó thấy bự đúng rồi. Đây. Đây. Nhung đang gọt nấm, lát nấu cháo nha mọi người. Nấm mơ bắp chè ngon ha. Đó mình phải lấy cái đó, đó cái đó là cái tanh đó mọi người. Ây da. Cá bự quá cậu không nổi. Cá ký luôn ngoài luôn á.
Năm năm Mỹ có chồng đi bắt cá về nấu cháo ăn tâm bổ còn gì bằng nữa. Anh thương quá trời. Lúc luôn nha mọi người. Cá lóc đã đóng đồng 100% nha mọi người. Để mà mọi người thấy nâng cá này hơn ký thì mọi người nếu em nuôi nha, không có nuôi em không ăn cá nuôi nha, không có thì thôi em ăn nè. Ăn cơm với muối ớt cũng được nữa chứ mà ăn cá nuôi là em không ăn. Cá là đúng đồng nha. Cá này tới cắm câu hay gì anh Linh? Cắm câu dính nè. Hồi đó có ngao rồi á. Nhưng mà hôm nay hên lắm mới dính được coi. Cắm lâu lắm rồi mới dính á. Tắp tập tập luôn mà. Cá là như cá nái, cá đầu đàn luôn. Rồi cả nhà biết rồi đó, mình làm gì không mọi người? Nấu cá cháo là rau đắng đó mọi người. Cháo thứ ra là nhớ là về ký ức hồi xưa đó mọi người. Cá nhiều thì người ta tắt đìa đó, tắt đìa, ta thả trà người ta tắt đìa đó. Bây giờ cái có cá này nè, người ta nấu cháo tập hợp với anh em rồi mình kia ta dở trà xong mình ta lên ta ăn đổ mà hôi ha. Ừ, ngon lắm, sức cắt luôn, tiêu nhiều vô, trời ơi cái công chuyện luôn, làm về ba ly rượu đế nè. Giờ ưa cá lóc bự bự nè, cá lóc nuôi mà chứ không có cá lóc đồng mà bự như vậy nữa. Dễ gì có cá đồng bự vậy. Không đi theo không? Không. Nói đâu? Bây giờ ơi. Bây giờ ơi. Ăn dữ rồi. Cá ăn đi. Cá mà muốn ăn sạch sẽ là mình sạch là mình phải làm như vậy này nha cả nhà. Lấy mấy đó ra hả? Lấy mấy này ra hết nè. Hôi à? Không phải là không hôi, tại vì mình để gì chứ mình thấy được cái cục thịt này nè. Cái vô tới bằng nhậu mà thằng nào mà nhỏ nhỏ mà nó gấp ngay cục này một cá một cái hử vô nó vậy nè, nó mới ớn đúng không? Cháo làm xương xương nữa, xương xương hấp vô nóng cá nữa trời quá thầy vẫn hoài. Ok rồi, hỏi tên gì? Không có chiên được nha cả nhà. Cái kéo mình nó không có tươi. Cái kéo ở nhà, cái kéo này nó tự nhiên nó là nó già, nó già quá anh ơi. Đúng rồi. À, quá ok. Quá ok rồi. Rồi. Rồi cắt xong nha mỏi đi. Hả? Cái này quá đúng rồi nè. Cái gì nó bỏ luôn, bỏ luôn, bỏ hết hai ngàn. Nó nóng không con? Đẹp, 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 nằm con đi ngoài xuống nha. Xuống. Đó. Chưa? Quá đẹp. Lấy cái hàm hạ lên chưa? Lấy cái hàm hạ. Lấy này ra nữa nha. Lấy cái ra mới đúng ra. Này ra. Đang nhớ cho lắm nè. Dí xíu để em làm cho cả nhà coi cái bài quyết, bài bí quyết làm cá ăn không tanh nữa nha. Kéo em nhà, kéo em nhà, kéo em nhà, kéo đi tu, dao đi tu hết rồi. Cuốn ta nè,
nấu là lọc pha luôn rồi. Không đi vào tay đi con, không đi. Không đi vào tay đi con. Không có để cho có những cái vết màu đỏ dính như đây nha cả nhà. Có màu đỏ nên nó bị tâm. Màu đỏ là sẽ bị tâm nha. Đó, cá ngon hay không ngon mình ăn thua với con mình kỹ không kỹ khúc này nè. Cá bự quá ha, cá lóc đồng mà bự ghê. Rồi con cá này mua ngoài chợ tiền không á. Cắt nha, cắt đầu ra đầu, đuôi ra đuôi nha. Cái đầu. Đó, bây giờ là cắt cứa cá ra nha cả nhà. Nó bự quá, xương hơi cứng nha. Cá này ngon lắm. Rồi, cắt cái này đi. Rồi. Cá lóc siêu to không lộ. Cái đầu cá lóc thì ra tiệm ăn không, cái lấy đầu thì cũng mấy chục quá nha. Không có đâu. Đâu có bán mấy chục đâu như cái kia. Cái này là cá thiên nhiên. Còn mà cá kia là nó cá rẻ. Nó rẻ cưng. Rồi. Anh chà đó hết cho em đi, lấy xà bông nè. Xong rồi nha mọi người. Rồi xong nha mọi người nha. Mình sẽ xả cá vô nha. Lúc hơi ấm ấm rồi mình thả cá vô nha mọi người. Chưa có là nước hơi nhiều quá. Không có nó cái vịt mà. Rồi. Mình cắt hành bỏ vô luôn chứ, củ hành bỏ vô chứ. Mà chị hôm nay cũng gần khỏe hẳn rồi nha mọi người. Còn bầm một tí. Bầm chút xíu thôi thì cũng như kiểu giờ không có ra clip cho mọi người coi thì cũng rất là buồn. Chị Mương cũng ráng vô bếp nha không? Kệ vô bếp đi. Cái bếp để quay được cho có clip rồi mọi người xem nhớ ủng hộ kênh hai chị em Bông Sắc Phúc Chúng Em nha mọi người. Đó là chia sẻ nha, nhớ vô đăng ký bấm đăng ký giùm em nha, để em có động lực để em làm hàng ngày. Đó, em đau dữ trời luôn á mà em vẫn làm nè. Không bao giờ phụ lòng mọi người đừng phụ lòng em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Mọi người ai thấy clip hay để lại bình luận nha mọi người. Rồi ok. Nêm vô mấy không chị? Coi chứ. Lắm, ăn chừng 3 muỗng thôi. Không có nhiều thì cái này là nấu bột nêm mới ngon chứ mà có đường nữa là nó ô về nha. Nhà chị Hương thì đặc biệt là không xài đường nha mọi người. Đường là tùy theo nha mọi người. Tùy theo mấy đường mới được. Cũng như mọi người biết sao không? Đường mà nấu mà mấy cái cá rồi kia thịt rồi kia bỏ đường là không có ngon. Nhưng người miền Tây thì cũng có nhiều người rất thích ăn đường, mỗi người mỗi khẩu vị khác nhau. Miễn sao mình nấu vừa ăn mình thôi. Cả nhà biết không? Nấu cháo cá mà người ta còn chờ được tặng vàng nữa nè. Đó, chiếc nhẫn với là chiếc nhẫn hột xanh với là chiếc nhẫn 2 chỉ, 5 chỉ nè. Dạ, dạ. Quyền tặng. Vàng của người đang rửa rau đó mọi người. Đó, mọi người thấy đeo vàng chấn động không? Đó, rau đắng là chị Quyền đang rửa đây. Đó, nữ đại gia nữa, 100 cây vàng, quay đi 100 cây vàng. Mọi người ủng hộ kênh đăng ký nhiều đi, mất chị Quyền sẽ cho mọi người coi cái bộ trang sức vàng của chị Quyền nha. Chờ đợi giờ em xả thịt vịt cho mọi người. Đó, em xả thịt vịt cho nó đó, em lấy cái này nè, em lấy củ hành á, em nêm cháo. Ê Cúc coi gấp hành không, đem gấp hành đi chị ra ấy luôn coi chơi vô. Đây chị cưng. Đang mình xào cái này luôn. Cháy á.
Thì bỏ cái hành bỏ vô cháo ngon đó chứ bộ. Ờ, cái gì đó mà đi. Không phải, cho tôi gấp rồi tôi cháy mà. Thì gấp rồi dám phải đập ra nhuyễn chứ mà sao bị vậy? Đập, đập ra mấy cái đi. Cái dao chẻ cũng được đi chị. Mẹ có rồi nè. Mỗi quà nó chứ còn đã lâu lắm đó. Ờ đúng rồi, cái lâu rồi. Cho tôi gấp à, con, con gái chị Mương đây. Con gái rồi đó. Nói tôi nó dỗ nó ngoan dữ lắm mà. À, các bạn chào các ơi, các bạn chào mọi người ơi. Mọi người chào đây con à, tôi tên cá biển chào mọi người. Ờ, mọi người ơi vô chia sẻ cho cá biển đi mọi người. Cà chào quá trời chào mọi người đi con à, chào mọi người đi. Chào mệt quá lên giọng nằm tiếp rồi. Chào nữa 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 mấy cái nữa rồi, mấy cái nữa rồi các bạn, giờ rồi, giờ rồi, đây chào mọi người đi con, chào mọi người, chào mọi người, mà cỡ rồi, đây mua nước đá cho ba nó. Ra mình bỏ vô cháo hả chị Hương? Đây bỏ gốc hành vào. Cơm lắm rồi ơi, cơm gì lắm luôn, gian xứ trời mây rồi, chết rồi. À, mọi người nhìn à, người phụ nữ 51 tuổi làm đẹp, mới làm đẹp lại có đẹp không mọi người? Đẹp không mọi người? Còn xưng nha. Nhìn vô quá rồi nói em sao mà bữa nay vậy nha không? Mặt làm đẹp. Mặt thon gọn cạm lại đẹp phải đó. Cạm lại, em tiêm môi lại, em làm đủ. Quá trời thơm rồi. Nè, nói đi con chào mọi người. Được rồi. Sao con chào mọi người? À... cái nhà nha, đồ rắn thì chuẩn bị đắt hồi ăn chí cháo cá lóc nha. Cá lóc đó mình bắt được ở dưới cái mé sông sau nhà đó. Mọi người thấy mình nương tươi không? Lặt rõ rồi rắn nãy giờ nửa tiếng hồ chưa rồi nữa mọi người. Bác ơi lặt kỹ á mọi người, lặt từ lặt từ cái đọt non non á. Nè những cái cây dài vậy nè là mình phải lặt cái đọt non trên đây nè đó. Còn cái này mình gõ đó. Chứ đâu phải rau đắng là mua ở ngoài chợ đem về là ăn liền đâu. Ăn xong đó, mình nè. Không, mà nay mấy hôm nay có mưa rau đắng ở nhà nó cũng được non non cũng đỡ rồi chứ. Rau đắng nhà non nhưng mà cũng phải lặt lại tại vì mình lấy kéo mình cắt đó, mình cắt thì nó phải có cái già nè, như cái này là già nè. Đó cái mình túm cái đọt trên mình ăn thôi, còn cái này cứng đỏ. Mấy nồi mấy nương lặt xong gấu rau này là nồi cháo nấu xong nữa nha mọi người. Vừa ăn luôn đó, cái nào non cái mình xỏm qua bên nè, còn cái nào cứng cái mình lặt. Chị Nhung hỗ trợ đi chứ để lát ngủ luôn á. Chứ giờ cắm hoài luôn đừng hết.
có cần tôi kêu xe để cách ly không? Chứ tôi thấy cảm vài đó. Mình đẩy cho cả nhà ăn bữa nha, cháo cá lóc đồng này nha. Bạn mình đến một quán nó cho nè. Quá chị ngon ha. Ngon lắm. Cá này anh Lưng anh cắm câu quá chứ. Cắm câu phải không? Ừ. Cắm câu rồi xong rồi sau nhà mình nè. Đó. À, xôi lên là chuẩn bị bỏ gạo ra nha mọi người. Rồi bây giờ là em bỏ gạo rồi bỏ cháo vô nó nhừ nè nha mọi người. Đó, trong khi quá trình nhừ rồi em nêm nếm nè nha. Nấm rơm đồ ngon lắm, rất là ngon luôn. Có thời mình bỏ chợ tỏi phi tỏi tấy vô nè, cháy vô nó rất là ngon nha mọi người, thơm lắm. Mọi người nè, cháo mình nhừ nha mọi người đây. Cháo thì phải nhừ về mới ngon nha mọi người. Nhừ mới ngon, nêm rất là ngon luôn mọi người ơi, thấy không? Em phi tỏi á mọi người, phi củ hành đó mọi người. Xí muối nữa đi. Biết rồi, nhìn ta biết rồi. Nè. Thôi, nhiều quá. Xong giờ mình múc ra miếng cháo cho mì nương đi rồi mình bỏ hành vào. Đây có luôn. Có cái tô này nè chị ơi. Mốc này được rắc mồi rí này bỏ vô luôn nè. Sao vậy ba? Chị múc cho em chữ giá rưỡi thôi chị Quyền ơi. Thế em ăn cơm, tối ăn cơm thêm. Rồi cho nó như đó chị ơi. Rồi của mình bỏ gốc hành này vô hết luôn đi. Bỏ hành vô hết đi xong rồi đó. Bỏ hết vô đi, ngon lành cành đào. Cắt lửa nha. Cắt lửa là bỏ gốc hành vô ha. Hành vô, bỏ hành phi vô, bỏ tiêu vô. Bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Pha để cho nó có muỗng nha chứ. Ngon dữ lắm mọi người ơi. Mình lem. Nói gốc hành phi được vô, tiêu được vô. Rồi đã xong rồi nha mọi người. Khoan, màn khăn rồi. Thôi được rồi, vừa lại nè, vừa ăn luôn. Rồi mọi người ơi, mà lem cho mọi người, mời mọi người nha. Chết rồi. Cái ca làm con đi ca. Rồi, mọi người dùng với gia đình em chiếc cháo cá rau đắng nha. Ăn nha mọi người. Cái đó thiệt tình đó, ăn dầm dầm em vẫn ăn bình thường. Sao vậy? Em vẫn ăn nhẫn như. Nó ngon. Ba đắng thịt lên, đắng ngọt lắm. Nghe hả? Đắng ngon luôn, đúng rồi. Ba đã nhà ăn cháo cá nha. Mà nói thịt là ai bỏ ăn không hả? Vậy? Con gửi cho ba con, nói mỗi một con hết cơm rồi. Em nói con là chưa? Đắm hai con, tôi hai con nói vậy, ngang ngược vậy. Mình đừng có ngang ngược vậy nha anh Lương.
Ờ, em bỏ vô 4 con, tôi 2 con, tám 2 con là hết rồi. Chín hết trơn rồi lên. Chín rồi. Tràn nước rồi anh ơi. Dạ, ăn ngay, đặng hết cho ăn đi. Không ăn lắm. Rồi. Cái đắng 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 rau giúp cho được rau đường nó ăn không có bệnh không rau đi nhà trồng sợ phân thuốc gì hết trơn hỏi ok hết mí má trời ơi ngon quá ghê quá trời ơi hồi đó không nghe hồi trai vậy hết rồi là nhiều hồi sống hết luôn 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 hồi sống một món ăn đã rắn ăn gần rụm không? Rắn đắt so lắm mọi người ơi, mọi người nhớ nha. Về á, mọi người á, đừng có dịp về miền Tây á. Cá đồng á mọi người. Mọi người ăn, mọi người có rắn đắt, rắn nó ngon, rắn biển nha mọi người. Mọi người có dịp về miền Tây á là nhớ ăn món là cháo lóc rau rắn đồng. Bên ta ăn mà lườm liếc mắc cỡ quá sao ăn đây. Rồi, con ăn lấy luôn. Dạ dạ em ăn được mừng không? Không. Ăn được nó có sức khỏe nữa không? Có nhiều ha. Những người nào nó vô mà mẹ quậy đi không? Hết luôn ta. Mắc cỡ quá. Mắc cỡ trên là chuyện. Nói gì ta nhìn nghĩ tôi sao đây. Thôi ngừng đi ăn cháo chút ăn tiếp nha mọi người. Ăn cũng ăn ít thôi, ăn người nào cũng mấy con ăn đá không xà. Ăn cũng được rồi thôi. Bấm tùa trong tay hết trơn, trời. Không biết nó chỉ chân trên nhà dưới gì trơn. Nhà có mấy anh em để đựng để mấy con gà mít lòng nha. Ông nó còn két quá ha, chứ nó dạy giọng nói nấy vậy ha. Bảo gặp ra rồi. Dạ. Bảo người cháu như cháu ngộ lắm, cháu ngộ trong cơm á, ngộ rồi đó. Ừ, cháu cơm. Cơm trong bún ngộ lắm. Nhắm mái chan luôn. Để mang về ăn được. Thì cũng vậy đó. Bún một cái miếng chan chứ đừng gộp cơm chẳng biết ăn. Cháu cháu nhồm với nấu nấu nước cơm ngon bún. À, vậy hả? Làm dễ ăn bún. Đó, cá đẻ đang nó bắn tiêu kìa. Chiếc ăn lắm. Cá đó giống ai không? Ăn cá rồi. Dạ, dạ, dạ. Cái con số đó. Con số. Bỏ vô mình qua để vậy cái cho nó ăn. Đây. Dịch quá, thịt dịch luôn nè, ăn đi mấy cái này. Nó là tỷ giấy. Để thôi là ăn gì cho công nghiệp ghê đẹp. Thôi, nó ăn gì chứ không phải công nghiệp á. Công nghiệp ghê luôn. Nó có nó mặc từ bằng tấm lòng, chứ không phải nói. Ăn cũng cháo rồi. Cháo, các bạn có ăn cháo hả? Cho cá biển ngủ kìa.